Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. LA Insurance, bảo hiểm uy tín trên 30 năm qua, chúng tôi luôn có giá rẻ nhất. Prime Lending Direct Lender, làm loans trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Liên lạc Thiên Hương và Thảo Lê, 714-988-8181. Bảohiemmoi.com, đang cần tuyển chuyên viên có bằng bảo hiểm hay địa ốc, 714-251-1206. Quý vị đang trở lại với phần cuối cùng của chương trình Cà Phê Sáng và đi đến với bản tin của bên phía Tòa Bạch Ốc. Vào tối ngày hôm qua, Tòa Bạch Ốc đã gửi ra một trong những các đề nghị và cũng giống như các danh sách làm việc cho bên phía Quốc hội trong những ngày tháng sắp tới. Một trong những công việc mà rất là cấp bách trong khoảng thời gian sắp tới mà bên phía Tòa Bạch Ốc cần sự hợp tác và cũng giống như là sẽ cần sự hợp tác của bên phía các thượng nghị sĩ Quốc hội, đó là việc sẽ làm như thế nào đối với chương trình DACA, tức là chương trình dành cho việc mà hoãn trục xuất cho các trẻ em dưới 16 tuổi khi mà qua Mỹ, thưa quý vị. Và thêm một trong những chương trình nữa, đó là các chương trình về xây dựng bức tường biên giới giữa Mỹ Tây Cơ và Hoa Kỳ. Hiện tại bây giờ, một trong những các vấn đề mà bên phía chính quyền Trump còn phải lo lắng đó là 800.000 người, những trẻ em đã từng qua Mỹ dưới 16 tuổi và nằm trong cái chương trình DACA được ký bởi cựu Tổng thống Barack Obama để cho phép ở lại Mỹ, được sống để lực làm việc như những thường trú nhân, cũng phải nộp thuế như những gì mà những người công dân của Hoa Kỳ, nhưng không được hưởng những cái trách nhiệm. Thì bây giờ tất cả mọi người đang trông chờ vào các nhà lập pháp, họ sẽ làm như thế nào, liệu có một cái chương trình nào giống chứ chương trình DACA sẽ được thành lập ra hay không? Mà nếu quá giống với lại chương trình DACA thì người ta sẽ đặt một cái câu hỏi là tại sao mà DACA nó đã hoàn mỹ như vậy, nó đã thành công như vậy thì tại sao phải bãi bỏ rồi bây giờ phải thay thế cho một cái chương trình gần giống như là DACA? Về các bức tường biên giới, một lần nữa Tòa Bạch Ốc yêu cầu bên phía các nhà lập pháp Quốc hội trích ra một số những cái khoản tiền để có thể xây bức tường này càng nhanh càng tốt, mặc dù trước đây trong lúc phía tranh cử, Tổng thống Donald Trump nói sẽ không có lấy một đồng xu cắt bạc nào từ bên phía ngân sách của Quốc hội mà sẽ đòi hỏi chính quyền của Mỹ Tây Cơ xây dựng bức tường này và phải trả tiền cho bức tường này. Nhưng cuối cùng rồi thì không biết rằng ai sẽ là người trả tiền cho bức tường này. Theo quý vị như cũng đã biết, theo tin vừa cái cơn bão vừa rồi của Irma và cơn bão của Harvey coi như là quét sạch Puerto Rico và làm cho tất cả 82% người dân ở đó đã bị mất điện, thưa quý vị, và không có connect communicate gọi được qua là phone service ở trong khu vực đó. Thì theo tin mới nhất cho biết, Google đang có chiến lược sẽ đưa ra một cái giant balloon, tức là một cái bong bóng rất là lớn, và trong đó sẽ mang theo những cái cell phone service để kết nối ở với dưới đất với một cái công ty tại Puerto Rico để cho tất cả những người có thể có cell phone service, thưa quý vị. Và theo thông tin cho biết, đây là một cái công ty mẹ Alphabet của Google và cái license coi như đã được chấp nhận tạm thời, thưa quý vị. Và cái project này được gọi là Loon. Cái project này đã được coi như là thử nghiệm tại Peru. Thì theo cái process của chương trình này là cái balloon sẽ được bắn coi như là cao 12.000 mai từ trên không khí, trên trái đất, thưa quý vị. Và cái balloon đó sẽ connect với hệ thống thông tin, một cái công ty thông tin ở bên dưới đất để mà connect những cái signal để những cell phone có thể có service, thưa quý vị. Nếu mà coi như những trận lụt lội và xảy ra, và những cái tower thì như quý vị cũng đã biết rằng là sẽ bị coi như là điện không có thì sẽ không connect được, thì Google sẽ làm cái điều này. Và việc này đã được thực hiện tại Peru. Thì trong cái trận lũ lụt vừa rồi tại Peru, thì coi như tại sao cái lý do cái project luôn này là phải coi như là được thực hiện rất là nhanh, là lý do tại vì cái project X này đã được coi như là làm việc với là công ty gọi là Telefonica và coi như là kết hợp với cái hệ thống thông tin đối với cái bong bóng này và kết hợp đường internet để mà cover cái
đường signal cell phone của khu vực này nên đã được thực hiện rất là thành công. Nhưng tại theo thông tin cho biết là theo Puerto Rico thì họ phải làm lại ngay từ đầu, họ phải tìm kiếm được một cái hệ thống system của một cái công ty đó đặt tại ở phía bên đất mà coi như vẫn còn làm việc thì họ mới connect được với cái balloon ở trên trời, với là cái bong bóng ở trên trời. Thì theo những người coi như là phỏng vấn, coi như là một CEO tại công ty này tên là Lippy cho biết rằng là chưa biết cái thời gian sẽ xảy ra thế nào. Ông ta không có đưa ra thời gian sẽ là bao lâu mà họ đang tiến hành coi như là phát triển làm cái balloon này để cho Puerto Rico, những người dân đó có thể nói chuyện và có connect cell phone để nói chuyện và liên lạc với những người bên ngoài đất nước, ngoài cái nước của họ. Cho tới hiện tại bây giờ 82% những người ở ngay tại Puerto Rico vẫn không có dịch vụ điện thoại thưa quý vị, tức là những cái sóng signal để chúng ta có thể gọi điện lẫn nhau. Thì để thay thế cho những cái tháp truyền thông, như quý vị biết rằng để mà truyền dẫn những cái sóng điện thoại thì cần những cái tháp truyền thông, nhưng bão Maria đi vào coi như đánh tan toàn bộ những tháp truyền thông rồi, thì làm như thế nào để có sóng điện thoại nữa. Google mới đưa ra một cái ý tưởng và sẽ thực hiện trong những khoảng thời gian tới, sẽ giúp cho những người qua những cơn túng quẫn và cũng giống như sẽ có thể báo được với những cơ quan chính quyền về khu vực nào cần cứu giúp. Bởi vì sóng điện thoại rất là quan trọng và kể cả internet nữa thưa quý vị. Trong cùng lúc đó, vào trong tuần vừa qua, chính quyền của ông thống đốc Jerry Brown trong tuần vừa qua đã sử dụng cái quyền phủ quyết của ông, tức là cái quyền veto, để mà chống lại một trong những cái dự luật về việc mà cấm hút thuốc ở ngay tại các bãi biển. Trước đây một số những vị thượng nghị sĩ, các dân biểu đã đưa ra những cái đề luật cho biết rằng không cho phép những người đi đến tại các khu vực bãi biển công cộng, mặc dù là ở ngoài trời, mà hút thuốc, bởi vì họ nói rằng cái tình trạng này sẽ làm cho bên phía mà những người mà đi chơi ra ngoài bãi biển sẽ là những người second smoker, tức là những người hít phải những cái khói thuốc đó. Nhưng khi mà đưa lên cho bên phía ông thống đốc ký thì ông Jerry Brown nói: tôi không chấp nhận cái dự luật này, bởi vì cái không khí, cái bầu khí quyển và bãi biển là của chung của tất cả mọi người. Mặc dù chúng ta biết được rằng là bãi biển và những người, có nhiều người bị dị ứng với khói thuốc, không thích khói thuốc, nhưng chúng ta tôn trọng quyền tự do của chúng ta thì chúng ta cũng phải tôn trọng của những người, của quyền tự do của những người hút thuốc, miễn là họ hút thuốc nhưng không có xả rác bừa bãi thôi. Cũng trong tuần vừa qua thì lại có thêm hai dự luật đề nghị nữa mà để chống lại bên phía chính phủ liên bang, như quý vị biết. Thứ nhất là một dự luật của bên phía dân biểu David Chu, đó là sẽ cấm tất cả những chủ nhà có thể tiết lộ thông tin về tình trạng nhập cư để hăm dọa hoặc sách nhiễu hoặc hăm dọa trục xuất người thuê nhà mà không có coi như theo cái luật của bên phía chính quyền của thành phố hay chính quyền của tiểu bang, nhằm chống lại với tình trạng gọi là cảnh sát di trú ICE có thể đến nhà, hay là những chủ nhà cho mướn nhà đó quý vị, thì họ đe dọa là sẽ hăm dọa là nếu như mà không chịu tăng tiền thuê nhà thì sẽ báo là cái tình trạng nhập cư, tại vì đôi khi biết họ ở nhập cư lậu, ví dụ vậy. Và lại thêm một cái dự luật nữa của bên phía lãnh tụ phe đa số, đó là ông Ian Cardion đưa ra một cái dự luật là sẽ bảo đảm rằng các không có một cơ quan hay không có một tổ chức nào ở California có thể bắt buộc được các chủ nhà khai báo được thông tin của những người đang thuê nhà. Thì một lần nữa, đây là một trong những dự luật để chống lại chính quyền liên bang. Và dường như cho tới hiện tại bây giờ, California là tiểu bang mà có những cái dự luật chống lại chính quyền liên bang nhiều nhất, nhất là về vấn đề nhập cư. Và cũng ở ngay tại California, họ đã chính thức trở thành tiểu bang Sanctuary, tức là tiểu bang dành cho những người nhập cư. Cảm ơn quý vị đã theo dõi trong chương trình Cà phê sáng vào sáng ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có một ngày thật tuyệt vời và xin hẹn gặp lại vào chương trình kỳ sau. Xin kính chào quý vị.